Rob Lucy có mạnh hơn Katakuri? Sau những gì được chứng kiến thông qua màn thể hiện sức mạnh của báo thủ Rob Lucy trước tứ hoàng Luffy, một điều khẳng định chắc chắn rằng tập tiếp theo sẽ là một trận ép chiến nổ ra. Luffy đã hơi nhảy tay khi chứng kiến bên 05 bị hạ gục ở một bên đầu. Dù sao thì nó cũng là một con robot nên không đặt quá nặng chuyện tình bằng hữu. Giờ Shintomaru mới kết bạn được với Luffy mấy phút thì đã bị hạ gục. Đúng đến bạn của tứ hoàng mũ rơm thì đừng có trách sao nặng tay. Luffy đã đi quá xa quyền hạn cho phép. Liệu một đấm của Luffy sẽ khiến cho thủ lĩnh CP0 nhận lấy cái kết như thế nào? Video này chúng ta sẽ so sánh sức mạnh của Rob Lucy với một số nhân vật và trong đó có Katakuri. Thậm chí nặng đô hơn sẽ là tứ hoàng Kaido. Ai mới thực sự là kẻ mạnh hơn tất cả? Không đợi cho anh em để chờ lâu thêm nữa, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích thêm một khía cạnh phản ứng của Luffy trước kẻ thù mới này ngay bây giờ nha. Rob Lucy đang trình diễn sức mạnh của mình khá thuyết phục ở màn đối chiến đầu tiên trong cuộc đụng độ solo với tứ hoàng Luffy. Điểm này khá bất ngờ vì chúng ta dựa vào danh xưng để đánh giá cấp độ sức mạnh của một nhân vật, chứng tỏ được Rob Lucy có một cái trình độ cũng không quá thua kém so với một tứ hoàng. Nhưng hãy cẩn thận vì tất cả những gì chúng ta đang chứng kiến là nhận định sai lầm về sức mạnh tổng thể của các nhân vật. Luffy có thể đánh bại được Kaido trong dạng gây năm, nhưng chưa hẳn cậu ta đã mạnh hơn Kaido. Nghĩ thì hơi nghịch lý, nhưng mà thực tế là như thế. Không thể phủ nhận được Luffy rất mạnh, mà cũng phải công nhận rằng Kaido không hề yếu kém. Lão được mệnh danh là sinh vật mạnh nhất trên thế giới khi tay đôi, tức một với một trong trạng thái khỏe nhất, thì dường như không ai đánh bại được lão. Trước khi bước vào Aquano thì Kaido là một tứ hoàng cai trị biển cả hàng chục năm qua. Lão không thèm đếm xỉa đến mấy thằng nhóc siêu tân tinh tép riêu, vụt một chì là một mạng. Dẫn đến tâm lý chủ quan, đứa thân kim cang bất hồi của mình ra hứng chịu mọi đòn tấn công để tỏ uy thế của một kẻ bề trên. Dẫn đến vô số vết thương chí mạng. Hãy thử nghĩ xem, có ai bị thương mà còn được full sức mạnh hay là không? Ngược lại, Luffy bị đánh bại và được bổ sung sức mạnh nhờ vào thức ăn Caribou cung cấp. Đặc tính của Luffy là càng ăn no thì càng mạnh. Haki dồi dào quay trở lại một lần nữa đối đầu với Kaido, vẫn thua. Kaido lại tiếp tục suy giảm sức mạnh một lần nữa. Luffy lại thức tỉnh với sức mạnh lố bịch đột biến, đánh bại được Kaido trong tư thế đối chiến. Kaido không hề né tránh cú đấm khổng lồ mà Luffy dùng hàng tá thời gian để vận dụng. Cuối cùng, vì quá tự tin với thể chất của bản thân, Kaido nhận lấy thất bại và vùi sâu vào hố dung nham tử thần. Còn riêng Rob Lucy, hắn ta không trải qua bất kỳ một trận chiến nào để khiến cho bản thân bị suy giảm sức mạnh như là Kaido. Dĩ nhiên không thể so sánh sức mạnh của hắn với tứ hoàng Kaido được rồi. Bước vào trận chiến này thì Rob Lucy rất tự tin khi khoe mẽ về sức mạnh của mình trước Luffy. Ai chà, My cũng mạnh lên rất nhiều đấy, nhưng đừng nghĩ rằng chỉ có một mình My mạnh lên. Đó là mấu chốt để cho thấy được Rob Lucy đã rèn luyện rất cật lực sau thất bại trước Luffy, đến mức hắn thức tỉnh được chiếc son Leopard mình đang sử dụng. Cũng không biết rằng nó có phải là một son thần thoại hay không đây, vì mỗi cú quay xe đều có thể. Chứ son thường thức tỉnh vậy lại có những dải khối đen xung quanh cơ thể như những son thần thoại thế kia. Yamato có cho mình dải khối màu xanh trắng bao bọc cơ thể. Kaido khi hóa rồng cũng có dải mây lửa bao quanh lấy bản thân. Luffy biến đổi G4 và G5 cũng có dải khối quanh cổ. Tất cả bọn họ đều là những người dùng son thần thoại và có thể đều đã thức tỉnh sức mạnh trái quỷ. Trong khi những con quái thú Imperial trước kia được cho biết là đã thức tỉnh trái son, nhưng bản thân của bọn chúng lại không hề có cho mình đặc tính này. Thế nên chúng ta hoàn toàn có thể nghi ngờ về việc Oda sẽ cho chúng ta biết được trái son của Rob Lucy có phải là một son thần thoại hay không. Ghét lại một chút về phân loại son, dù sao thì Lucy cũng mạnh lên cực kỳ đúng không anh em? Đẳng cấp vẫn cho thấy được không hề quá non so với Luffy khi mà Oda thể hiện lại đúng những gì đã làm trong quá khứ. 2 năm trước, Luffy và Lucy đã tung một đám tương tự không có Haki. Cú đấm này khiến cả hai bị đẩy ra rất mạnh, mỗi người một bên. 2 năm sau, tứ hoàng Luffy và thủ lĩnh CP0 Lucy tung một đám Haki vũ trang phát ra những tia sét đen, đánh bật cả hai đập vào tường. Cú đấm này chứng tỏ được xét về mặt khả năng chiến đấu của hiện tại thì Rob Lucy không thua kém Luffy khi chiến đấu tay đôi về mặt Haki vũ trang. Nhưng ngay sau đó, Lucy đã bị dính một đòn chuột chuỗi của Luffy, nắm đấm xuyên dưới lòng đất và đập thẳng vào bụng khiến cho hắn phọt máu. Lần này chứng tỏ được Luffy trên cờ. Từ hai lần chiến đấu này thì đánh giá được Luffy thực sự trên cờ Rob Lucy. Nhưng quan trọng là có phải Luffy đang chiến đấu không nghiêm túc vì lúc nào cũng giỡn hay không? Hãy nhớ lại trong trận chiến với Kaido, Luffy cũng đùa giỡn như thế khi mới chuyển đổi G5. Cậu ta chui vào bụng, móc tay ra mắt Kaido hay thậm chí biến lão thành sợi dây để tập thể dục. Nó là sức mạnh của G5 chứ không phải là không nghiêm túc. Càng chiến đấu lâu thì Luffy sẽ càng trở nên tức giận, không còn vui vẻ như trước. Nét mặt dứt điểm Kaido chứng tỏ được tất cả. Luffy sau khi dính một đòn như thế vẫn không cho thấy mình bị tổn thương. Hắn ta đã bình phục trong chốc lát khi mà Luffy và Shintomaru trò chuyện với nhau. Một cú Sugan đã khiến cho Shintomaru gục ngã. Chap 511. Shintomaru tự tin giới thiệu rằng mình có Haki phòng thủ thuộc dạng đẳng cấp của thế giới, đến mức những đòn tấn công khi đó của Luffy bị phản lại, còn khiến cho cậu ta nhận lấy sát thương dù là một người cao su. Ngoài ra anh ta còn dùng được cả Haki cấp cao tấn công Luffy mà không cần chạm vào đối thủ. Mãi đến khi Luffy đến Wano thì mới được cậu Hyogoro cho biết về cấp độ Haki vũ trang nâng cao này. Và trong vai kẹt, Oda cũng cho biết Shintomaru có Haki quan sát. Nhưng khi Rob Lucy tấn công, anh ta không cảm nhận được và cũng không phòng thủ được trước đòn hiểm ác của hắn. Nó đã xuyên qua bụng, máu bắn thẳng lên trời trong khi Lucy đã rút bàn tay của mình ra phía trước. Điểm này cho thấy được chỉ số về tốc độ, Haki và cả lực tấn công của Rob Lucy vượt qua một người khả năng phòng thủ bằng Haki vũ trang cấp cao và cả Haki quan sát.
Có thể trong trường hợp này, chúng ta cho rằng Shin Tomaru đang trò chuyện với Luffy nên không hoàn toàn để ý Luffy. Thực ra thì đây là chiến trường, tất cả mọi sai lầm đều phải trả giá. Khi tham chiến, tất cả đều phải ở tinh thần cảnh giác cao độ. Shin Tomaru không thể chủ quan và lơ là đến mức như thế. Tạm thời thì cứ cho là anh ta chủ quan đi, nhưng còn tứ hoàng Luffy thì sao? Cậu ta cũng đang có mặt ở đó và được cho là đang có cấp độ Haki toàn diện về mọi mặt. Luffy học được Haki vũ trang cấp cao từ cậu Hyogoro và phát triển nó lên cao hơn. Haki Bá Vương cũng đạt được một cấp độ cao nhất mà Kaido cũng phải khóc thét khi dính đòn trực diện. Về mặt Haki quan sát thì cậu ta thấy được chuyển động của đối thủ không chỉ trong phạm vi ngắn mà còn là một khoảng cách rất xa, hơn cả Katakuri nếu được so sánh ở hiện tại. Trong khi Katakuri được mệnh danh là chưa từng bị đánh bại bởi Haki quan sát thấu thị tương lai của mình. Điểm này khiến nhiều người đánh giá anh ta rất cao so với các đội trưởng đội 1 của các tứ hoàng. Thật ra trong trận chiến với Luffy thì Katakuri đã nhường chiến thắng vì cảm nhận được ý chí và tinh thần bạn bè của Luffy. Cả phút cuối cùng, Rowling cũng cho biết Katakuri đã cố ý ngã về phía trước để bị bà chọn, thay vì là ngã về phía sau để tiếp tục đứng lên. Dĩ nhiên điểm này chứng tỏ được ở đáp án, Katakuri mới là người trên cơ Luffy. Luffy đã học được Haki quan sát thấu thị tương lai từ Katakuri, dùng nó một cấp độ tuyệt vời khi giao chiến với Kaido để đỡ đòn và phản đòn. Vì ai cũng biết được Kaido là một kẻ toàn diện về Haki. Nhưng trong phút chốc, Luffy đã chứng kiến Shin Tomaru bị Luffy hạ gục ngay trước mặt của mình mà không có bất cứ một hành động can thiệp hay một lời cảnh báo nào, chứng tỏ Luffy đã có được một cấp độ Haki rất khác biệt so với phần còn lại của thế giới về mặt Haki quan sát. Chuyển động của hắn cũng rất linh hoạt với tốc độ Haki quan sát thấu thị cũng rất khó để nhận biết. Căn cứ trên sự thách thức về mặt sức mạnh với Luffy cũng thấy được hắn khá là mạnh. Dựa trên sự thức tỉnh của Jason báo, hình dạng chuyển đổi tương tự như Gear 4 và Gear 5 của Luffy nhưng trông hơi nghiện một chút. Nếu so sánh sức mạnh của Luffy với Katakuri, chúng ta thấy được về mặt tốc độ, thể chất và chỉ số vật lý, rất Luffy được trên cơ Katakuri. Haki quan sát thì dĩ nhiên rất hiếm kẻ vượt qua được Kata, Luffy không có cửa. Cuộc chiến kéo dài thì thể chất của ai trâu hơn, lì hơn và chắc chắn là kẻ giành chiến thắng. Xét về mặt trái quỷ thì Haki có thể khắc chế được, mà Jason còn cung cấp đến cho người sử dụng mọi chỉ số vật lý tăng cường để cho sức mạnh Haki được nâng lên, thì phải nói rằng đây là sự kết hợp tuyệt vời nhất. Katakuri dù cấp độ Haki quan sát trên cờ rất Luffy, nhưng cũng không thể nói rằng anh ta ăn được khi mà đối đầu với một kẻ máu lạnh như Luffy, rất dứt khoát, không cù nhay hay nói nhiều như kẻ bề trên tứ hoàng Kaido. Còn nếu so sánh rất Luffy với Kaido thì làm sao mà hắn ta có tuổi được? Kaido dù đã chết nhưng cấp độ của ông ta vẫn trên những siêu tân tinh thời đại mới. Kaido là một huyền thoại, mà so sánh Luffy với tay CP0 nằm ở một chì của Kaido thì cũng không đúng anh em nha. Vì hắn ta đã bị thương rất nặng trong trận chiến với Red, còn gắng gượng lên được đỉnh sọ là nghị lực lắm rồi. Nếu không thì hắn cũng phải dính vài đòn mới bị sút đào, mà trên của hắn cũng thua rất Luffy rồi. Mình không đánh giá cao rất Luffy, nhưng căn cứ vào thực tế cho thấy được hắn rất mạnh và lạnh lùng, làm việc rất dứt khoát, hiệu quả. Hắn thích hợp là một hải tặc hơn, còn Luffy thì ngược lại, nên nghe ông nội làm hải quân hơn là một hải tặc. Sự hoán đổi vị trí này cho thấy được cả hai sẽ có những cuộc chiến rất khốc liệt trong thời gian sắp tới khi mà Luffy chứng kiến Shin Tomaru bị hạ thủ ngay trước mặt của mình. Cậu ta thực sự rất sốc khi một người anh em mới kết bạn mấy phút đã liệm đi trước mặt của mình mà không kịp trăn trối. Cơn thịnh nộ sẽ được phát ra. Haki Bá Vương đang là thứ được kỳ vọng nhất lúc này, bởi vì Haki vũ trang thì Luffy cũng đã có một cấp độ không thua kém Luffy. Giờ mới là lúc thể hiện đẳng cấp của một tứ hoàng. Người sở hữu cấp độ Haki Bá Vương mạnh nhất thế giới chẳng khác gì một huyền thoại. Ăn hay không là ở đây. Cuối video này, anh em hãy thử đưa ra so sánh giữa Luffy và Katakuri. Ai mới là người mạnh hơn nha. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở video sau.